Nở rộ những đóa hoa học tập và làm theo Bác bằng những việc làm giản dị. Đó là những thanh niên dám nghĩ, dám làm, tiên phong đưa giống kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp ở những nơi còn nhiều gian khó. Đó là những hành động đẹp của nhóm các thành viên tiếp cận cộng đồng đến các tụ điểm phức tạp về ma túy để thu bơm kim tiêm bẩn. Đó là những việc làm thiết thực ý nghĩa của các cán bộ chiến sĩ, đảng viên trong lực lượng vũ trang nhằm giúp đỡ những xóm bản nơi vùng cao. Những nhân vật, những việc làm trên chỉ là số ít trong rất nhiều cá nhân điển hình vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Họ đã và đang lan tỏa thêm nét đẹp, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ cái việc nhỏ nhất, đó là làm những cái công việc nó đem lại cái thiết thực cho bà con nhân dân. Thì chúng tôi ngoài những cái việc thực hiện các công tác quốc phòng quân sự địa phương thì chúng tôi cũng gắn với lại các cái nội dung của địa phương để chúng tôi phối hợp để thực hiện các chương trình này làm sao đem lại cái hiệu quả thiết thực nhất. Sau gần 7 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã nghiêm túc sáng tạo, đổi mới trong triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Mặc dù mỗi ngành địa phương, đơn vị cá nhân có một cách làm riêng, song đều đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã đề ra. 6 tháng đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp từng bước khắc phục các khó khăn, dần khôi phục mức sản lượng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ước đạt 21.600 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 771,4 triệu USD, tăng 11,79% so với cùng kỳ, đạt 45,51% kế hoạch năm. Hoạt động du lịch của tỉnh đã phục hồi nhanh, toàn tỉnh đón hơn 2,3 triệu lượt khách với tổng thu tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Hòa Bình hiện là một trong những địa phương đi đầu về xây dựng nông thôn mới trong các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của các đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng. Phong trào thi đua yêu nước thì nó gắn một cái vị trí vai trò rất là quan trọng bên cạnh những cái việc thực hiện các cái đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì việc là công tác thi đua yêu nước và xây dựng kinh tế thì giúp cho người dân là đảm bảo cái nguồn kinh tế để cho người dân là có thể là giữ vững và phát triển làm giàu trên chính quê hương của mình. Kế hoạch để mà triển khai nhân rộng cái mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và gắn với cái việc mà thực hiện cái chủ đề năm 2023 thì Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường cái lãnh đạo chỉ đạo cái ý nghĩa về ý nghĩa và tầm quan trọng của cái việc mà xây dựng các cái mô hình điển hình. Mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thì chúng ta cũng phải xây dựng được các cái kế hoạch cụ thể để mà chúng ta tập trung xây dựng các cái mô hình điển hình. Ta phải phát huy được cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu. Từ 1.777 mô hình điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh, cho thấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhu cầu tự hoàn thiện tư cách đạo đức của mỗi cá nhân, vừa là yêu cầu đối với toàn xã hội, cảm hóa đến mọi người xung quanh, đến cuộc đời. Học tập và làm theo Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.